là máy M6040, em chuẩn bị giao về thành công, em cũng làm bảo dưỡng ha. Thì đợt lễ em có đi công chuyện cho nên chưa có quay kịp. Đây là máy đã làm xong nha. Đây. Này bánh này gai vỏ đẹp lắm nha quý anh chị. Đó, em có sơn phết đồ cũ cho máy này luôn. Giờ chỉ còn chờ ngày lên máy thôi. M6040. Rồi M6040 SU về Lâm Đồng. Máy đã làm bảo dưỡng xong. Bây giờ không có quay được. Đây, quay cho nên xem chi tiết sau khi em làm xong. Này vỏ hông lớn nha. Vỏ hông lớn. Rồi em mới về bắt cái tạ đầu vô, đang chuẩn bị sơn là có thể giao luôn nha quý anh chị. Rồi, tạ đầu. Rồi em M6040 xong, em lên xe về Lâm Đồng. Giờ máy chạy ra đã quý anh chị. Máy rất là bốc luôn. Này chạy chắc tới Lâm Đồng khoảng 7 tiếng tới. Thì em giao tận nhà cho quý chị luôn nha. Cứ vào lựa đi rồi xe em sẽ dẫn chị tới nơi luôn. Xe thì lúc nào cũng có 24/7 hết. Rồi, giờ là xong. Đã làm xong tất cả. Thì chúc quý anh chị nhiều sức khỏe nha. Và may mắn trong cuộc sống luôn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Trong đây thì mình có thể mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC40G Plus đó, máy thái xịn, này máy chạy lướt ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc nữa ha. Cũng gần hết rồi, đang có lựa sớm. Ở phía trong đây mình cũng để máy nhiều lắm nha. Phía sau đây ha. Rồi máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đánh tắt máy, anh nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Chào anh em nha, thì hôm nay sáng sớm em sẽ quay một số máy trong kho nha, để mà nắng quay cho đẹp.